Đây là thử thách cam go dành riêng cho hai chân sút xuất sắc nhất. Hai người chơi sẽ đá luân lưu. Đối với nam, khoảng cách đặt bóng trước khung thành là 11m và đối với nữ là 9m15. Sau 5 lượt sút, người chơi nào ghi bàn nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu kết quả hòa thì tiếp tục đá luân lưu đến khi một người thực hiện thành công, còn người kia đá hỏng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng đấu phạt đền, vòng đấu quyết định trong chương trình ngày hôm nay. Và bạn Đăng Khoa sẽ là người bước lên chấm phạt đền đầu tiên. Xin mời bạn. Cú sút. Lượt sút của một bạn có kinh nghiệm rất là nhiều, bạn Phú Trí. Vừa may nữa. Sẽ đến với lượt sút của bạn Đăng Khoa. Hãy chờ xem. Chuẩn bị. Cú sút vừa rồi là một cú sút rất là khó của cái động tác kỹ thuật mà vừa rồi của anh Hổ Trí thì không được chính xác cho lắm, không được chuẩn lắm, nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái đường quỹ đạo. Chờ xem. Rất là tiếc chứ bạn Khoa. Một cú sút theo kiểu Panenka rất là khó, kỹ thuật rất khó. Bạn cũng đã thành công được rồi nhưng mà bị xà ngang từ chối. Đôi khi không có những cái kỹ thuật cơ bản tốt như là Đăng Khoa nhưng Hữu Trí sẽ tạo ra sự bất ngờ. Đúng là bất ngờ. Rất là bất ngờ. Đúng là bất ngờ. Anh đứng gần như chôn chân tại chỗ. Rất là bất ngờ. Đây là lượt sút thứ 5 rồi. Thường thì Đăng Khoa vẫn sử dụng lòng bàn chân của mình để dứt điểm những quả đá phạt đền này. Bây giờ Vũ Trí, một nhân vật rất kinh nghiệm trong những trò chơi game show vận động trường kiểu như vua phạt đền này. Anh Hữu Trí, như vậy là với tỷ số
4-3 thì anh Hữu Trí đã trở thành người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng anh Trí. Cảm xúc của anh như thế nào ạ? Rất là hợp nhưng mà cũng rất là sung sướng vì đã thành công trong trong phần đời. Điều thú vị là quý vị biết không, lúc mà việc anh hỏi anh Trí khi mà bạn Khoa đá thì anh Trí nói là tôi chưa bao giờ mà tôi đá cú phạt đền nào, chưa đá mà sao hôm nay đá hay dữ vậy. Ở nhà có tập nhưng mà tập trong nhà không, đá khoảng 3-4 mét à. Dạ. Còn Khoa thì sao? Cũng hơi tiếc nhưng mà anh Trí rất là xứng đáng. Anh Tấn Trường nhận xét hôm nay hai thí sinh của chương trình như thế nào ạ? Nói chung là hai thí sinh của chương trình hôm nay á rất là xuất sắc vì đánh lừa được Tấn Trường, nhưng mà có cái gì Khoa là kém may mắn hơn là vì đã đánh lừa được nhưng mà lại không vào được vòng môn ra ngoài, còn anh Chí lại đánh lừa được nhưng mà anh Chí lại là người đã vào nên anh Chí là người chiến thắng. Mặc dù là trời mưa như thế này rất là trơn trượt và khó đá đúng không, nhưng mà chúng ta đã thể hiện rất là tốt. Một lần nữa xin chúc mừng anh và xin cảm ơn bạn đã đến tham gia với chương trình. Xin cảm ơn bạn. Như vậy thì chúng ta đã tìm ra người chiến thắng của game show Vui Phạt Đền ngày hôm nay. Thuận Nguyễn và Diệu Nhi, các bạn thấy như nào sau khi đã đồng hành cùng với chúng tôi? Đến với game show Vui Phạt Đền thì Thuận mới biết được một cái tài lẻ của Nhi. Bây giờ mới biết là Nhi là đúng là một cái thánh ván. Còn về Thuận thì phải coi lại sức khỏe của mình. Tình hình sức khỏe không ổn định cho lắm. Đúng rồi, như là em đã nói đúng không? Em nói với anh chị ngay từ đầu rồi là Thuận có vấn đề về sức khỏe. Thì bản thân Diệu Nhi khi tham gia Vui Phạt Đền thì rất là vui khi ngày hôm nay được Vinh Hạnh làm bình luận viên. Thật là tuyệt vời, ngày hôm nay chúng ta đã chọn ra được một bạn duy nhất giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng chung kết rồi. Nhưng mà với Phương nghĩ thì tất cả 8 bạn ngày hôm nay đều là những người chiến thắng hết. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với MC xinh đẹp Việt Anh. Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình Vua Phạt Đền. Cá vàng, ngư ông. Làm sao mà để cho mình biết được cái hướng ra nó hướng nào? Đã tìm ra được Vua Phạt Đền trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là anh Hữu Trí. Xin chúc mừng anh Hữu Trí. Với chiến thắng này thì anh đã nhận được phần quà giá trị của chương trình, đó chính là 30 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vua Phạt Đền do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin kính chào và hẹn gặp lại.